Đầu tư sinh lời cao trên mạng xã hội, hai phụ nữ bị lừa gần 6 tỷ đồng. Tình trạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua mời gọi đầu tư tài chính dưới hình thức tham gia góp vốn hoặc chứng khoán trên mạng xã hội. Thủ đoạn chung của các đối tượng là tạo tài khoản Facebook ảo với hồ sơ cá nhân giàu có địa vị xã hội, hình ảnh người đại diện rất thu hút, đẹp để kết bạn làm quen. Sau đó, đối tượng thường xuyên nhắn tin, chia sẻ, thăm hỏi, quan tâm rồi tạo tình cảm thân mật. Khi có được sự tin tưởng từ nạn nhân, đối tượng mời gọi, lôi kéo nạn nhân tham gia góp vốn hoặc chứng khoán để kiếm số tiền lợi nhuận lớn. Để tạo lòng tin, đối tượng lừa đảo còn hỗ trợ nạn nhân tiền để cùng tham gia đầu tư. Từ đó làm nạn nhân đặt hết niềm tin, tình cảm của mình cho đối tượng và không ngần ngại đầu tư với số tiền lớn. Ban đầu các đối tượng sẽ chia lợi nhuận cho nạn nhân. Tuy nhiên khi các nạn nhân đầu tư số tiền lớn thì sẽ không thể rút ra số tiền đầu tư của mình. Ngày 24 tháng 11 năm 2023, một nạn nhân bị lừa tiền là chị NTL 49 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh đã đến công an trình báo. Theo trình bày thì chị L kết bạn với một người tên Nguyễn Quốc Tuấn từ mạng xã hội Facebook. Lúc đầu Tuấn chỉ nhắn tin nói chuyện phím với chị L, sau một thời gian cả hai thân mật, Tuấn thường trao gửi tình cảm của mình bằng những lời nhắn yêu thương trên điện thoại. Tuấn giới thiệu mình là trưởng phòng công ty lớn và rủ chị L cùng đầu tư vào quỹ gửi tiền của tập đoàn để có tiền lãi cao. Tuấn cho biết trong quỹ này chỉ có trưởng phòng và những người cán bộ mới được đầu tư. Do tin tưởng, chị L đồng ý hùn vốn. Ban đầu, Tuấn kêu chị L nộp 10 triệu đồng để kích hoạt tài khoản. Sau đó, Tuấn chuyển trả lại lãi chị L 10 triệu đồng. Dần dần Tuấn rủ chị L đầu tư vào gói tiền gửi 800 triệu đồng. Trong đó, Tuấn hùn 500 triệu còn chị L bỏ vào 300 triệu đồng. 3 ngày sau, Tuấn chuyển lãi 10 triệu đồng cho chị L. Tiếp đó, Tuấn rủ chị L đầu tư vào gói tiền quỹ 2,5 tỷ đồng. Chị L đóng vào 1,03 tỷ đồng còn Tuấn hùn 1,470 tỷ đồng. Sau 2 ngày, Tuấn cho chị L rút 270 triệu đồng tiền thưởng. Với chiêu thức cũ, Tuấn kêu chị L mua thêm gói gửi vào tiền quỹ 5 tỷ đồng. Chị L nộp 2,5 tỷ đồng. Khi nộp xong, Tuấn lại kêu chị L nâng lên thành gói 8 tỷ đồng nhưng chị L không đồng ý. Lúc này, Tuấn cho chị L biết nếu chị không tiếp tục nộp tiền để hoàn thành thì sẽ bị mất hết tiền. Tài khoản đóng băng. Lúc này, số tiền chị L đầu tư cũng đã nhiều, lo sợ bị mất trắng số tiền đầu tư. Chị L tiếp tục nộp thêm 600 triệu đồng. Thời điểm này, số tiền chị L tham gia là 4,170 tỷ đồng. Sau đó, khi chị L muốn rút tiền thì Tuấn không cho rút và kêu chị nộp tiền thuế 1,520 tỷ đồng. Nhưng chị L không nộp và liên tiếp nhiều ngày sau Tuấn điện thoại, nhắn tin kêu chị L đi vay tiền để nạp vào. Tới lúc này, chị L đã biết mình bị lừa nên đành chấp nhận bỏ cuộc. Tương tự, chị TTO 45 tuổi, ngụ thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh là một người nội trợ. Đầu tháng 11 năm 2023, chị lên mạng xã hội tham gia nhóm hội độc thân kết nối yêu thương. Thông qua hội này, chị ở có làm quen với một người đàn ông tên Nguyễn Ngọc Tuấn, nói là ở quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Người này tự giới thiệu là nhân viên công ty cổ phần chứng khoán Việt Cáp, có địa chỉ ở tầng 15, tòa tháp tài chính Bitexco, số 2 Hải Triều, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó, Tuấn sử dụng Facebook tên Tuấn Nguyên Ngọc kết bạn với chị ở và trò chuyện qua Messenger. Quá trình nói chuyện, Tuấn nói có tham gia chứng khoán. Do bận công việc nên Tuấn có nhờ chị O đặt lệnh mua giúp Tuấn rồi Tuấn cho địa chỉ trang web, tên tài khoản, mật khẩu để chị O đăng nhập vào tài khoản của Tuấn và làm theo hướng dẫn của Tuấn. Sau đó Tuấn rủ chị O tham gia đầu tư chứng khoán trên trang web này. Do tin tưởng Tuấn, chị O đồng ý tham gia và nhiều lần chuyển tiền đầu tư chứng khoán vào các tài khoản ngân hàng Tuấn giới thiệu và chị O đã chuyển tổng cộng số tiền trên 1,8 tỷ đồng. Thời gian đầu chị cũng rút được số tiền 5 đến 10 triệu đồng, nhưng đến lúc chị muốn rút số tiền lớn hơn thì không được, hệ thống cứ báo nhập sai mật khẩu, sai số tiền. Chị O thấy bất an nên không đầu tư thêm, mà báo công an nhờ hỗ trợ giúp đỡ lấy lại số tiền trên, lúc này chị mới bừng tỉnh biết rằng mình đã bị lừa. Thông qua hai vụ việc trên, công an tỉnh Tây Ninh khuyến cáo, người dân tuyệt đối không tham gia đầu tư vào các trang web đầu tư tài chính khi chưa tìm hiểu kỹ về người chủ quản hoặc công ty chủ quản, cũng như không tham gia vào các trang kêu gọi đầu tư. Các sàn giao dịch chứng khoán không rõ, bởi toàn bộ các cách hoạt động đầu tư này không được nhà nước Việt Nam thừa nhận, cấp phép. Nếu tham gia đầu tư, người đầu tư sẽ đứng trước rủi ro rất lớn, có thể bị chiếm đoạt, mất toàn bộ tiền đầu tư. Người dân có thể tìm hiểu về các app, dịch vụ, sản phẩm đầu tư của các công ty quản lý quỹ được Ủy ban chứng khoán nhà nước cấp phép tại website của các công ty quản lý quỹ. Khi nhận thấy có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần đến cơ quan công an trình báo để được giải quyết theo quy định của pháp luật. Người dân cần phải hết sức cảnh giác và thận trọng trước các lời mời về đầu tư tài chính trên các mạng xã hội, website, để tránh trở thành miếng mồi ngon cho những kẻ lừa đảo. Nhớ nhấn chuông đăng ký để xem những tin tức mới nhất nhé!